biệt mọi người. Ở lại bình an vui vẻ nha. See you next time. Đi hẹn là Tết về, nếu mà có tiền là Tết về ăn Tết và Tết về ăn đám cưới nữa nè. Bây giờ mình đi thôi, đi thôi. Tết về ăn vú sữa nè. Tết về ăn vú sữa, giờ lên xe thôi. Đây, nguyên phái đoàn hôm nay đi phi trường. Rồi, xin chào nha. Chào, hẹn gặp lại nha, Sun nha. Ông vẹn ông đang đòi về. Ông đòi đi, ông kêu thì ta nói ông nọ ai biểu không chịu đi. Giờ tôi đi mình, ông nói thì về đi, cả nhà mình đi một chuyến. Tôi nói rồi, Tết em lấy nó đi không được. Bye Bảo Anh nha. Bảo Anh bye cô coi, bye coi bác Minh kìa. Hơn tháng nữa về. Bye bác Minh nha. Có bác Minh ở lại làm ăn trúng đậu đũa nha. Trúng đậu đũa, trúng đồ bắp rồi tiền về qua Mỹ cho ta nha. Đám cưới Nga ở quận Bình. Đám cưới con Trang. Chích muối ba rồi. Nga làm chứng nhưng mà tên Ngọc Anh. Thôi mệt quá. Ngọc Anh về. Trời ơi, sao tao về? Hơn tháng nữa mà đòi về. Mình xe bánh xe con rồi kìa. Về ông vẹn lại về ha. Tiền cho em, làm chứng dùng trả tiền. Con nói ông vẹn là kêu mẹ già rồi, về Việt Nam một chuyến đi. Ông về ông đòi về đó chứ, đang đòi về mà tiền biết vé máy bay mắc quá thôi. Rồi thôi đi lên xe đi. Trễ rồi. Thì mỗi năm mỗi về là được rồi. Tết tao về mà, Tết có thể tao về. Nếu mà Emily nó không về tao về, ông với tao có thể về. Lúc đó nó lớn, nó có xe rồi, nó tự đi học rồi. Ok, rồi con chào nha, chào mọi người nha. Rồi lên xe đi Sài Gòn thôi. Đi Biên Hòa nữa, phải ghé Biên Hòa nữa nè. Xuống. Rồi mình sẽ đi lên đường, mình ghé Biên Hòa rồi mình mới vô Sài Gòn. Đi test Covid. Hôm nay hành trình đi về lại Mỹ từ Việt Nam. Về lại Mỹ mới đó mà một tháng rồi, không đi đâu được hết mà đã một tháng rồi. Đi thôi Thạch ơi. Ghế này ai ngã là dữ vậy. 9 giờ là check in đó, thì 12 giờ, 1 giờ, 11 giờ, 12 giờ chắc nó lên máy bay. Biết rồi, không biết rồi. Xong rồi quá cả đi, chắc bay 2 tiếng qua tới Hàn Quốc. Nó 7 tiếng qua Hàn Quốc. Đi qua đó, bay qua đó tầm 2 tiếng chứ nhiêu. Nhưng mà quá cả. Nó Hàn Quốc là 7 tiếng, đi Đài Loan mới 2-3 tiếng. Qua tới 7 tiếng, quá cảnh là 7 tiếng nữa. Ở lại 7 tiếng luôn đó. Ở lại 7 tiếng, bởi vậy con mới nói cái đồ thùng đông đá con sợ. Năm nay còn đồng nào nữa hay là đi bố như năm nào đi cho mẹ cho hết qua Hàn Quốc luôn. Đây là nhà tưởng đi nhà chưa? Thương thì cứ nghĩ là chưa là nhà thương xe. Thánh Tâm và giáo xứ Thánh Tâm. Xe đằng trước đứng lại làm án ngữ hết. Đưa anh lên như này làm tấm than á. Khoan có nhà máy cưa ở Bảo Định á. Giáo xứ gì ngoài kia rồi? Đấy là Hà Nội đó. Giáo xứ là Hà Nội đó. Sắp tới nhà bác đó. Đây có công viên. Công viên 30 tháng 4. 30 tháng 4 nào trước là cái đống đất không. Mẹ cứ đi từ nhà thờ bên nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Giáo xứ kia Ba Đông rồi giáo xứ của bác Quốc Thân. Nhà thờ Ba Đông hồi xưa ta có. Ba Đông hay là Ba Đông? Ba Đông. Nhớ hôm nọ đi đám ma chị Xuyến. Cứ ông cha dẫn vô là ông cha tự làm cái sứ con.
đây nè, Lộc Lâm đây, giáo xứ này của cha Phi, giáo xứ Lộc Lâm vô trong hẻm sâu thung thủng thung thâm thẳm chiều treo chiều trôi luôn. Lộc Lâm hồi xưa còn đây là cái gì, giáo xứ gì lắm hả? Giáo xứ Phú Tạo, nó nói bên này đường đây một giáo xứ, đây cứ bên này đường một giáo xứ, bên kia đường một giáo xứ, giáo xứ Hòa Hiệp đấy. Nhà thờ đâu có mấy bước chân cái nhà thờ. Bên này đường là nhà thờ, bên kia đường là nhà thờ, đây là nhà thờ nữa, thật bên kia nhà thờ đó kìa, giáo xứ Tam Tây, Tây Hải. Trời ơi, ta nói nhà thờ không, quá trời nhà thờ luôn, ông cha nào dẫn vô là lập cái nhà thờ, quá trời nhà thờ luôn. Ta nói đi cái đường này là nhà thờ không, làng nào nhà thờ đấy, dân người Bắc hôm nay ở đây là nổi tiếng xứ Xuân Hòa. Đường này nhỏ ha, đi từ từ ha. Đường nhỏ, giống đường trong xóm mình. Nhà thờ nữa này, giáo xứ Tân Hòa. Là đường đi vô nhà luôn đó nghe. Đúng địa chỉ đó luôn đó. Đúng địa chỉ đó luôn đó. Đây còn bắt cái địa chỉ đó. Rẽ phải nha. Hỏi Mai em có nhận thấy quen quen không Mai? Thấy quen chưa? Kêu không quen là mệt đấy. Đó, nhà sách Đức Chí hả? Thì đấy, tới rồi đấy. Đúng rồi. Vậy là chỗ này đúng không? Đúng rồi, giờ đi xuống. Tới rồi đó. Mai ơi, mình nhìn thấy quen chưa? Nhà chị Cậy đây. Nhà sách Đức Chí này đúng không? Đóng, sao hôm nay đóng cửa ta, học sinh hết học à? Đó, giờ đi. Đã mở cửa rồi, bây giờ mình sẽ qua đường mình đi lấy đồ thôi. Đây. Đó, đây này, đấy, Mai bà nhìn thấy chưa? Giống chưa? Đây, Dung đây này. Đấy, nhà bán hàng. Đó, vậy hồi đó bà Mai với ông Chánh về là ở đây luôn hả Dung? Dạ, lúc trước về thì cũng ở đây. Tôi ở nhà, ý là đi chơi ở dưới ngoài nữa. Thì đó, ở dưới miền Tây, nhưng mà nếu mà lên đây là Mai nó lên đây ở, xong đi chợ, đi chợ mua đồ ăn nè. Dạ. Ninh Cường. Ừ, kêu cảm ơn bánh phồng chưa? Đây, bưởi Biên Hòa, cho luôn bưởi Biên Hòa này, gọt sẵn trái để ăn này. Con này chắc trong mang về quê thôi, chứ giờ mình đâu có bụng ăn nữa, về ăn tùm lum tùm la. Đấy, 30 bánh gai. Cứ lu bu bận rộn thôi, không đi xuống được. Cái này chờ cái bánh gai để mang đi, thằng ra nó không xuống sớm. Mình biết là ở trên này đi lên đi xuống rất buôn bán, mà chỉ nhận ra một ngày để đi. Thôi, đằng nào cũng đi qua đây ghé người ta đi. Chứ còn đi xuống kia tội nghiệp. Thế hôm qua tính đóng cửa đi. Tính đóng cửa, tính chào vang. Dạ. Bé này là ông nội đi du lịch học Úc đấy hả? Sao giờ không đi nữa hả con? Dịch rồi, rồi đi về bảo thôi ở nhà mẹ luôn đi con ơi, chứ dịch dạ sợ quá. Giờ mà. Dạ. Trời ơi, cảm ơn nhá. Không ấy đi nữa. Bưởi Tân Triều rất là ngon luôn, cảm ơn rất là nhiều luôn. Mai ơi, bưởi ngon lắm. Bà lẹ mà về, thôi là hết một bưởi đấy, bưởi Tân Triều Biên Hòa. Ngon lắm. Không cần chấm muối mà ơi. Bởi này là bà sợ chua hả? Khỏi có sợ luôn. Ngọt như cục đường. Không cần muối. Mà ăn ngon lắm, còn mấy bưởi kia mình ăn phải chấm muối ha. Chấm vì đam mê. Đấy. Chấm vì đam mê. Rất là ngon. Thiệt chứ bộ ăn gì chấm chấm chấm. Cảm ơn người Biên Hòa rất là nhiều. Bây giờ mình lên đường đi Hóc Môn. Thì vô tới Củ Chi. Trung Mỹ Tây.
ở chỗ nào? Xa lắm hả? Tới nhà ông Bảo chưa? Ủa không biết hả? Nhưng mà chỉ nghe trong đây thôi chứ không biết hả? Vậy mà tao tưởng chỗ này chứ chưa đâu đến nhà nó đâu biết. Ồ vậy mà tưởng biết. Thế là con Vi nó coi video này nó nói ồ nhà em ở chỗ đây. Vi Việt á. Quá trời chó luôn, tới nhà rồi. Quá trời chó. Hồi xưa là ở kia quán cà phê mà dọn dẹp rồi hả? Ừ, đó có một xe đó. Chó này coi chó của Tây Nguyên mà. Rồi bây giờ mình đã tới đây có một cây khá, tới nhà người quen ở Hóc Môn rồi. Bây giờ vô đây ngồi chơi một xíu rồi mình lại lên trên Tân Bình đi test Covid. Đi rất rung nghe ơi.